Thế giới cây nho xin chào các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn thấy ở Việt Nam mình cũng như là Ninh Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung thì ở mình những cái giống nho được trồng phổ biến và những giống mới hiện có tại những năm gần đây thì mình cũng giới thiệu các bạn. Thì cái giống này là cái giống thường là các bạn rất là thích tại vì cái quả rất là đẹp, hình thù của nó là rất là dài, gọi là nho ngón tay ở Việt Nam đấy. Còn cái giống ở Ninh Thuận là giống như thế này, gọi là này. Còn cái giống mà trên mạng quảng cáo nhiều, các bạn cũng thấy là nho ngón tay dài của nước ngoài nhập. Thì nói chung thì ở Ninh Thuận mình thì chưa có ai trồng đâu, tại vì cái giống đó nó sẽ khác ở khí hậu của mình, thì cái việc trồng rất là khó và cũng chưa có ai trồng ra trái hoặc có hình ảnh tại Việt Nam. Thì các bạn nếu mua cây giống như thế thì chúng ta còn nên hỏi tìm những cái vườn uy tín để mua được đúng giống ngón tay của nước ngoài. Còn đối với mình nên khuyên là một lời khuyên là ở Việt Nam thì mình nên chọn mua những cái giống ở Việt Nam và chọn mua những cái giống mà chất lượng uy tín mà được làm dùng nho ăn tươi. Thì đây, thứ nhất mình giới thiệu các bạn thì đây là cái giống nho NH01152 mà có tên gọi là Hồng Nhật đấy. Ở mình thì người ta gọi là Hồng Nhật. Còn nếu mà tên khoa học của nó là tên cũng khá là dài. Và đây là những cái giống nho mình đã ghép. Đây là giống nho. Đây là mình cho các bạn xem là đây là hình quả của nó đây. Hình quả của nó. Và tên gọi chúng ta có thể gọi là mà các bạn hay gọi là NH01152 đó, đấy là cái tên gọi ký hiệu. NH đây có nghĩa là nha hóa. Và cái tên gọi của cái viện nghiên cứu cây bông ở tỉnh Thuận. Đây là quả của nó đây. Thì trái nó có hình thù dài. Dài nhất, trái có hình thù đẹp, đẹp mắt. Ở Ninh Thuận. Có tại Ninh Thuận đấy. Là giống này. Và cái cây mình ghép là sẽ như thế này. Đây. Đây là cái mối ghép. Và đây mình dựa trên cái góc ghép của cây nho dại. Và đây là cái đoạn hôm ghép của cây giống nho 152. Đây. Thì cái giống nho đều dựa trên góc ghép của cây nho dại. Thì nó sẽ tăng cái sinh trưởng cũng như cái khả năng năng suất chống chọi sâu bệnh rất là tốt. Mình sẽ cận cảnh rõ hơn cho mọi người thấy. Đây, nó rất là tốt. Tốt hơn những cái cây nho dăm hôm nhiều. Mình nên chọn mua những cây nho ghép như thế này. Đôi khi tại vì sao lại người nông dân ở Ninh Thuận người ta lại chuyển đổi ghép dựa trên cái gốc nho dại thì cũng nhiều lý do. Tại vì cái cây nho dăm hôm nó rất là khó chăm sóc, rất dễ sâu bệnh và năng suất rất là kém và tuổi thọ rất là ngắn. Còn đối với cây nho dại mà ghép như thế này thì nó rất là cho năng suất và tuổi thọ rất là dài, kéo dài. Và cái tính sâu bệnh của nó càng tốt nữa. Đây. Mình sẽ rõ cho mọi người thấy. Lá rất là tươi tốt. Mầm của cái đoạn ghép rất là đẹp. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thấy là ba loại giống mà được trồng phổ biến và trồng rất là đẹp năng suất tại Ninh Thuận, cũng như là người dân bản địa Ninh Thuận người ta đang và trồng.
cây rất là đẹp, tươi tốt. Và mình sẽ giới thiệu cái loại giống thứ hai. Và tiếp theo đó là cái giống nho nho này. Giống nho này thì gọi là giống nho xanh. Trái nó cũng khá dài nhưng mà nó không dài bằng giống nho 152 như thế này. Giống này có tên gọi nó là NH0148. Cũng có nghĩa NH có nghĩa là nho hóa của viện cây bông của Ninh Thuận lai tạo. Giống nho xanh này đều có hạt. Giống nho NH01152 và giống nho NH0148 và giống nho đỏ truyền thống thì đều có hạt. Và hạt của nó thì tùy thuộc vào loại giống thì cái số lượng hạt của quả khác nhau. Nhưng cái độ barrix của nó thì đối với giống nho NH01152 thì ngọt nhất, cao nhất, có chỉ số cao nhất. Còn giống tiếp đến là giống nho NH0148, nghĩa là nho xanh và có độ barrix cũng có chỉ số là cũng tương đương với NH0152. Và giống nho đỏ truyền thống thì có độ barrix thấp nhất, là được giống mà trên thị trường nhiều nhất hiện nay. Và giống nho khá dễ trồng và được trồng chạy chà ở Ninh Thuận. Đây là giống nho NH0148. Đều dựa trên gốc kép của cây nho dại hết nha mọi người. Đều dựa trên gốc kép của cây nho dại. Đây, như thế này. Đây là mối ghép của nó đây. Đây là giống nho NH0148, gọi là nho xanh Ninh Thuận. Và tiếp theo đó là giống nho nho đỏ truyền thống. Đây giống nho đỏ truyền thống, mọi người có thể quan sát. Quả nó thì tròn luôn chứ không có thon dài. Quả khi chín thì có màu đỏ. Khi để chín lâu thì nó sẽ có màu hóa đen, tím đậm. Rất là ngọt. Giống nho này giống nho dễ trồng và nó rất là cho năng suất cũng khá cao và được người dân bản địa ở Ninh Thuận trồng đại trà và cung cấp cho thị trường lượng quả bao năm cho siêu thị và các cửa hàng hoa quả. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ mua các giống nho thì hãy để lại số điện thoại bên dưới hoặc liên hệ số điện thoại được ghim vào clip này. Các bạn cũng có thể để lại những cái yêu cầu thắc mắc về cái kỹ thuật trồng cũng như việc chọn giống gửi về cho kênh chúng tôi thì chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Và mình đây là mình giới thiệu ba giống nho ăn tươi được trồng phổ biến tại Ninh Thuận.
và xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe xem clip của kênh chúng mình. Các bạn đừng quên hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ, để chúng tôi có động lực làm nhiều cái clip mới về cây nho đem đến cho các bạn trồng nho trên mọi miền đất nước. Xin chào và hẹn gặp lại.